thưa sư, khi mình nuôi chim cá thì sẽ tạo nghiệp bất thiện như bị ở tù trong ngày vị lai. Còn nếu mình nuôi nó trong khoảng không gian rộng như hồ cá vài trăm mét vuông thì có tạo nghiệp gì không ạ? Con kính tri ân sư. Thì mấy mốt mình ở cái tù nó rộng hơn một tí, thế thôi. Quý vị mà qua bên Thái Lan á, họ có cái con sông mà trời đất ơi, con cá nào con cá nấy nó bự, mà bự có khi nó dài cả nửa mét vậy đó, nó bự lắm. Mà ở đó nguyên một con sông đó, quý vị mà quăng đồ ăn xuống là nó lên ngợp sông luôn á. Phải nói là không ai bắt hết. Thì đó là nguyên một con sông, thì tức là nó muốn đi đâu nó đi. Thì cho tới chừng nào mà Việt Nam mình được như vậy thì lúc đó tính. Chứ còn phải nói là đất lành chim đậu, còn mình đất mình không có lành nổi. Đó, nhưng mà nếu mà quý vị nuôi đó thì đó, nuôi cá ở sông đó, quý vị thả, quý vị nuôi đó, chừng nào mà ăn thì mình quăng đồ ăn xuống riết rồi có khi là nó sẽ tới ha. Tức là chim trời cá nước, chứ không có nên mình nuôi nó trong một cái khoảng không gian tù túng.